Cường xin chào các bác nha. Đây là cái vlog mà trên đường em đi mua con i10 từ Hòa Bình về, và trên đường em đi từ trên đường đi sang Bắc Ninh để xem con Morning cỏ bán cho các bác nào tập lái các thứ, nhưng không biết là có mua được không, thì thôi thì mời các bác đi cùng em. Em đang trải nghiệm trên con i10 thuộc đời 2019, chạy 5.8 vạn chuẩn một chủ từ mới. Như bác chủ bảo là chưa một giọt sơn ngoài. Đấy. Thì đây các bác để ý mà nhìn mà xem, từ những cái ni lông này của nó vẫn còn là theo xe này. Đấy. Và các bác để ý ở cái cột A kìa, vẫn còn miếng dán ni lông là vẫn là ngay từ mới đã có cái miếng dán đấy rồi, và bây giờ thì vẫn còn miếng dán đấy là bác chủ bác giữ. Thì bác chủ này bác ấy rất là thoải mái. Thì em thoải mái thôi, và chính vì vậy mà em công bố được cái giá là giá mua. Cái này là giá mua, nó tùy thuộc vào người bán xe. Đấy. Nhiều bác thì bảo là chắc là con này ông mua được rẻ cho nên ông không công bố giá. Thì về cơ bản thì nếu mà rẻ quá thì em trả tội, thì ngu gì mà đi công bố giá bán cho các bác cả. Nói thẳng với các bác thế cho nó nhanh. Đấy, cho nó nhanh, cho nó vuông. Đấy. Bởi vì là tự nhiên con xe đang bán 300 mà em mua được 200 thì dại gì em công bố em mua 200. Các bác thấy đồng ý em cái việc thế không? Đấy. Và các bác có thấy được rằng là khi mà công bố giá ấy, nó có cái điều thì rất là lợi nhưng có cái điều rất là hại. Lợi ở đây là gì? Lợi là các bác sẽ xem video sẽ thấy được rằng là bọn này nó rất là công khai, nó rất là sẵn phẳng, mua bao nhiêu về như nào nó bán ở đấy, đúng không? Về cơ bản là như thế, lợi nó là như thế. Thế nhưng mà cái hại là cái gì? Cái hại là những cái người nào mà thực sự cần mua con xe đó cảm thấy nó bị đắt. Nói thật được các bác, giả sử các bác đặt địa vị của bác vào định mua con xe i10 này của em đi. Giả sử em mua xong xuôi đâu đấy là em nói giả sử là 300 đi, đúng không? Đấy, em nói là giả sử là 300. Nhưng khi mà em chào bán cho các bác 320 triệu thì trong đầu các bác có ý mua thực sự thì bảo tự nhiên lại phải mua mất 320 triệu. Thành ra là lại kiểu như là ngần ngừ một tí. Đấy, đáng nữa mình gặp ông chủ đấy thì chỉ có 300 thôi nhưng mua còn lại là 320 triệu. Nhưng các bác có biết rằng là để đánh đổi được cái 300, bọn em lời được 20 triệu thì các bác biết là bọn em đâu có lời cả được 20 triệu, đúng không? Đấy, thì các bác thông cảm với cái việc đó. Nếu mua cái xe về thì không phải làm về, không phải làm đẹp à, một vài triệu à, không phải rút hồ sơ à, rồi thì giao 320 khách không mặc cả, mặc keo gì à. Đấy, rồi còn nhiều thứ liên quan lắm các bác ạ. Đấy, chứ không phải là không đâu. Rồi thì công cán, rồi thì là tất cả mọi cái chi phí các thứ, mọi thứ. Thì đâu đó nó chỉ được khoảng tầm ngoài chục triệu thôi, chứ không nhiều. Đấy, thế nhưng mà người mua thực sự cái con mua xem cái video mà mua con xe được công bố giá thì họ lại nghĩ rằng là bọn này nó mua có 300 mà loằng ngoằng bao nhiêu, nó lại bán này loằng ngoằng nó bán tận 320, đắt hơn 20 triệu, chúng nó ăn dày thế. Nhưng mà nhiều đấy là những cái mà các bác chưa nghĩ được ra là cái chi phí nó khoảng là bao nhiêu thôi. Đấy. Thế cho nên là cái công bố giá có cái thì là lợi bất cập hại. Đấy, cái thì rất là hay. Đấy, các bác có cái vlog xem cái vlog rất là vui, bởi vì các bác là không có ý định mua xe thì các bác cảm thấy thích, cảm thấy vui, bọn này nó công khai. Nhưng nếu như các bác mà cảm thấy có ý thật sự ấy, thì các bác sẽ cảm thấy ở trong lòng mình mua đắt. Các bác có thấy công nhận thế không? Đấy, các anh em thông cảm, các bác thông cảm, em đang chạy trên đường cao tốc Láng Hòa Lạc, nhiều khi không nhìn được vào màn hình cho anh em nói chuyện với anh em cho nó thoải mái. Đấy, cứ phải nhìn gương rồi để nhìn phía trước, nhìn phía sau các thứ ấy, nên là thành ra là anh em không thấy nhìn vào mặt anh em, nên là anh em thông cảm nhá. Rồi, hôm nay thì em lại mời tiếp tục anh em đi trải nghiệm một quá trình xem xe và mua bán. Có mua được hay không thì em vẫn đầu quay lên của một con Morning thuộc đời 2011 số sàn. Đấy. Con này thì bạn ấy cần bán thì nghe nói rằng là chơi như là rượu chè cờ bạc gì đấy cần bán. Vợ thì bỏ rồi, còn có một mình thôi. Đấy. Thì em sang em sẽ quay, nhưng mà có một cái yêu cầu của chủ. Chính vì yêu cầu của chủ từ hôm trước bảo rằng quay xe các thứ thì được, chứ đừng quay mặt bọn em lên. Ok thôi. Cái điều đấy là điều theo nhu cầu khách hàng và theo kiểu như là mong muốn riêng tư của khách hàng thì em không quay cái việc đó. Thế tuy nhiên thì em sẽ chia sẻ chi tiết là con xe đấy như thế nào, có mua được hay không các bác nhá. Ok, mời các bác đi cùng em. Từ đây sang Bắc Ninh em còn khoảng 50 km nữa vì em đang vừa từ ở chỗ Quốc Oai Hà Nội về mà đang trên cao tốc. Em đã di chuyển đến hết đường gọi là điểm đầu, về đầu của đường cao tốc Láng Hòa Lạc. Thì các bác để ý nhé, ở ngay cái ngã tư ở cuối đường cao tốc Láng Hòa Lạc ở bên kia đi lại kìa. Đấy, từ bên phía Mỹ Đình đi lại ấy, nó có những cái làn đi. Đấy, nếu như anh em mà đi sai làn ấy, thì anh em sẽ thấy hậu quả là những cái xe phía trước kia. Đấy. Đa số những cái xe phía trước kia là bị bắt sai làn. Các bác đi vào làn rẽ trái nhưng mà các bác lại đi thẳng là 99% là ở đó bị bắt. Đấy. Và nói thật với các bác là ngày xưa em bị bắt đấy một phát rồi. Em bị bắt một phát đợt đi con bán tải xanh. Đấy, đi cũng hơi ngu ngơ tí là bị mất 5 lít. Nói thẳng các bác là mất 5 lít. Đấy, đây,
cuối còn cuối con đường nhá, đi từ đằng phía đằng 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 Mỹ Đình trở lại thì các bác hết sức lưu ý. Đấy. Bây giờ em đi ra đây rẽ phải, sau đó là em lên đường trên cao và em đi theo vài đường 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 cao tốc trên cao vành đai 3 và em đi về cao tốc Hà Nội Bắc Giang, sau đó em rẽ vào vào Bắc Ninh. Đấy. Đây từ đây về Bắc Ninh còn 45 cây nữa. Đây map đang chỉ này. Đấy. Ok, tiếp tục hành trình nào. Đấy, sau khi rẽ phải ở đoạn đường đấy thì đi một đoạn thôi, khoảng tầm hơn 100m thì các bác sẽ thấy có một cái đường lên cao tốc này. Đấy, lối vào này. Đấy, lối này là lối lên nhá, lối lên vành đai 3. Đấy, đường cao tốc gọi là lối vào. Ở trên này thì xe máy không được đi. Đấy. À, hôm một đợt vừa rồi có cái vụ mà có hai đồng chí đi chặn đầu cái chị lái xe gì đấy, xong đánh cái bác đánh nhau với bác lái xe Fadin đó. Đấy, ở trên cái đoạn đường trên cao tốc vành đai 3 này. Đấy, nhưng mà vào đoạn trên cái đoạn đường từ từ ngã tư Sở đi sang cầu Vĩnh Tuy. Đấy. Ok, đây là em đang có mặt trên vành đai 3 rồi các bác nhá. Từ đây sang bên đấy chắc đâu đó mất khoảng 40 cây số, mất khoảng một tiếng hơn một tiếng nữa. Mang tiếng như cao tốc nhưng mà thật sự với các bác là nó cũng không đi được nhanh đâu. Đấy, đường thì các bác nhìn trên xa xa kìa là đường cho phép đi 80. Nhưng mà đi thì như bò như này làm gì 80 đâu. Đấy, rất là chậm. Hello, em đã đến cầu Thanh Trì các bạn ạ. Cầu Thanh Trì thì hiện tại đang cho đi với tốc độ là 60 km/h. Đợt trước thì đi 40-50, sau bây giờ lại thấy cái biển 60. Các bác có biết rằng là cái cầu Thanh Trì này ấy, nó được hoàn thiện vào năm 2005. Em nhớ mang máng là 2005. Bởi vì sao? Bởi vì năm 2005 là em có lên trên này, em học về vận hành trạm trộn bê tông nhựa. Đấy. Trạm trộn bê tông nhựa thì các bác biết là cái trạm trộn đấy nó dùng để trộn cát đá rồi thì bột đá rồi nhựa đường để làm lên thảm lên cái mặt đường này này. Đấy. Thì em có học vận hành ở một cái trạm ở phía bên kia của đầu cầu. Đấy. Và buổi chiều tối thì em với một thằng em cô em học cùng nữa là thường đi bộ trên cầu này, khi đó là cầu chưa thông. Đấy. Và đó là năm 2005. Đấy. 2005 sau đó là 2006. Em nhớ là nó hoàn thiện năm lúc đấy là nó đang kiểu như quá trình thảm thì thảm rồi, thảm mặt cầu là thảm rồi. Đấy. Còn không biết là hoàn thiện bàn giao vào năm bao nhiêu thì em không nhớ rõ, như năm 2005 cuối 2000 năm 2005 đầu năm 2006 thì phải. 2003, 2005, 2006, 2006. Đấy thì như vậy là cũng đã được bao nhiêu năm nhỉ? 18 năm rồi. Cái cầu này được 17, 18 năm rồi đấy. Đấy. Đợt trước bọn em đi bộ qua cầu này nó dài mấy cây số, đi mỏi cái chân xong rồi đi quay về đấy. Đây, cầu này, ngày đấy nghĩ là cầu hoành tráng ở phía nam của Hà Nội, cầu to hoành tráng như đến bây giờ thì nó lại chật chội như này rồi. Rất là chật chội luôn. Đấy. Hello các bác. Đến 15:29 em đã có mặt đến cái cầu này để rẽ sang thành phố Bắc Ninh. Từ đây đến vị trí xem con morning đó thì tầm khoảng 2,5 km nữa. Đấy, em phải đi vượt qua cái cầu này để sang bên kia thành phố Bắc Ninh các bạn ạ. Em đang đến chỗ cái cột đồng hồ của thành phố Bắc Ninh này. Đấy. Từ đây đến vị trí để xem con xe đó thì tầm khoảng mấy trăm mét nữa. Thì bạn ấy có bảo em là chỗ quán cà phê, thì không biết là quán cà phê gì. Đấy. Đường Bắc Ninh rộng đẹp không các bác? À, rất đẹp luôn. Đấy. Hình như là ở phía đằng trên kia, nhưng mà em chưa nhìn thấy con morning nào cả. Cà phê Phong Thủy. Đấy, đậu vào đây gọi thử cái xem phải trong cái cà phê Phong Thủy này không. Đấy. Không biết là xe để đâu nữa cơ. Để em gọi phát nha. Đấy. Đang có chuông. Alo. Em ơi, cái cà phê Phong Thủy phải không? Đúng rồi, đây em đang đứng ở cửa đây. Anh đến chưa? Anh đang đến ở ngoài đường đấy, xe để ở đâu được, đi vào trong mới được không? Được, anh té vào đây, để tay phải vào. Ok, ok. Vâng, em ở đúng rồi. Đâu nhỉ? Anh vẫn chưa nhìn thấy em đâu. À kia kia, áo đen kia gì? À đây à. Ok thì các bác thông cảm là không được quay mặt các bạn nhé, bạn ấy bảo rồi. Xem lúc con này xe này. Mua năm ngoái. Mua cả 4 quả luôn. Mua năm ngoái á? Tết năm ngoái. Con này là gốc Mai Linh. Gốc Mai Linh thì vẫn còn một số chỗ màu xanh của nó ra. Về bác
phải sơn lại hết. Chắc chắn rồi. Kính bên kia còn, kính này mất. Kính này còn. Kính xung quanh còn, kính đầu, kính đít mất. Đây là chỗ khoan treo đồng hồ. Các bác nhá. Đấy, đây. Đây. Đây là lỗ này. Lỗ cả đây này. Nói chung là một con xe dịch vụ ra. Chân côn và chân phanh có vẻ mòn. Cái gì đây? 487.000 km. Đấy các bác nhá. Một con xe morning, odo của nó là 487.000, hay nói cái khác là gần 50 vạn nhá. Gần 50 vạn. Đấy. Một con taxi tới 011 giờ nó chạy gần 50 vạn mà củ số của nó như này. Tất cả mọi thứ này và cái vô lăng của nó vẫn còn như thế này. Đấy. Đấy, thì bây giờ cái khi mình mua một cái xe cũ thì quan trọng nhất là cái tình trạng hiện tại của nó thế nào. Xe này xe để tập lái mà. Đấy, cái tình trạng hiện tại của nó là, thì bây giờ thì kiểm tra xem là động cơ. Rồi. Động cơ nổ lên, không thấy báo lỗi gì. Đấy. Trần các thứ thì tạm, ghế da thì cũng được. Vì bạn mua lại cách đây cũng đã 2 năm rồi. Đấy. 2 năm rồi, tí nữa thì em sẽ phỏng vấn xem là trong quá trình mua lại như thế thì kiểu như là đã sửa chữa hay làm gì chưa, làm gì nhiều chưa. Đấy. Xe này có màn hình, màn này màn Android luôn. Đấy. Có cam lùi không? À, vẫn có cam lùi này. Đấy. Xe này thì là mua để mà chạy test, chạy kiểu như là chạy dịch vụ như là, hay là để chạy chạy tập lái nhá. 4 quả lốp thì ngon. Xe thì may linh ra. Đấy, đây, các bác thông cảm để em chống này nhé. Con này chạy 48 vạn rồi. Gần 500.000 km rồi. Con này trước là mặt máy nó bị hở. Đấy, em làm lại gioăng. Ừ, làm lại gioăng mặt máy à? Gioăng mặt máy hay là gioăng dàn co? Mặt máy này, nó bị hở, nó sùi nước đây này. À. Xong rồi làm lại, xong rồi CNC lại hết. À, làm lại hết nhiều tiền không? Hơn 10 triệu. Hơn 10 triệu, thế gọi là làm máy rồi. Vâng. Ok, động cơ thì hiện tại là còn tốt. Không thấy có hiện tượng khói khủng gì nhiều. Giờ xem ở đây nó có quạt chả không này. Khói thì có bao nhiêu khói hả? Rồi. Khói không có khói hả? Ok. Cái này em thay mới này. Cái bình này. Bình này mới này. Thay mới hết rồi. Thế là em đi thằng kia đi. Tức là nó cho em thằng kia anh này. Cả hai anh em cùng chạy à? Em thấy dưới vừa chạy của anh ấy, ông nào biết lấy thì lấy. Con này đầu chạm nhẹ mà ít này. Chỗ này vẫn nguyên, chỗ này vẫn nguyên đây nhỉ? Ừ, chỗ đấy thì nguyên đấy. Nhưng mà đầu chạm phần đầu này. Ở cái đầu thì chạm gì đó? Có, đây nhìn cong thì không chạm. Em đi không chạm nhưng mà trước thằng chủ trước đi chạm. Nhưng mà không sao. Con này là hơi hở bô anh ạ. Bô nó hở cho nên là tiếng nó to. Cái đấy phải hàn lại tí. Phải chậm tí rồi. Rồi bây giờ thì cần kiểm tra thêm một cái nữa là cái số khung và số máy. Này về thì tổng kết là phải sơn tỉa lại gần như là xung quanh xe. Chi phí đâu đó khoảng 6 triệu. Đấy. Chi phí đâu đó khoảng 6 triệu. Tiếp đến nữa là dàn gầm thì còn ok.
Đấy, máy móc thì còn được, không khói không khước gì, số khung số máy vừa kiểm tra là đúng, ngon lành. Đấy, thì cơ bản là con này nó xấu mỗi cái là bản thân nó là một chiếc xe dịch vụ ra, chạy một con xe chạy loằng ngoằng đến tận gần 50 vạn. Các bác chạy mua con xe chạy 10 vạn thì không nói, con này chạy gần 50 vạn. Gần 50 vạn mà bây giờ con mình sửa chữa, mình làm đẹp, mình làm cho nó chạy được bình thường thì nó vẫn cứ thoải mái ở chạy được thoải mái luôn. Đấy. Cơ bản là bây giờ nhá, mua một cái xe cỏ, xe rẻ như thế này thì mình cần phải coi như là xác định luôn nó là cái xe tập lái. Cái thứ hai nữa là hiện tại máy ngon, gầm ngon, đấy, dàn lốp mọi thứ ngon thì là ok thôi. Còn đôi về đời xấu thì mình sẽ làm đẹp rồi ok. Bây giờ em sẽ vào đây em xem qua trao đổi với hai bạn kia về cái giá cả. Làm giá rồi các bạn. Xe thì đang đánh ra để cho con xe điện này vào sạc. Con xe điện xanh này này đang đánh ra vị trí kia. Ôi, một bóng đèn bị cháy à. Đấy. Hiện tại thì đã làm giá xong và giá thì bạn ấy đang về lấy cái giấy gọi là giấy xác nhận tình trạng hôn nhân để cho xong, bởi vì là xe thì mua sau thời điểm chia tay và có hợp đồng công chứng sang bạn ấy rồi, và bây giờ thì cần cái giấy xác nhận đầu thân đó để rút hồ sơ. Đấy, và giá xe thì hiện tại đang làm giá ở tầm 80 triệu luôn. Đấy. Thôi nhưng mà cái động cơ ngon là được rồi, thay cái xe tập lái cho các bác. Em về em làm không hết bao nhiêu em báo các bác nhá. Đấy, tí nữa em đi về. Ok, em đã chốt hạ mua con xe mấy chục triệu này về cho các bác chạy dịch vụ nhá. Đấy. Bây giờ em di chuyển đến một cái vị trí nào đó, em gửi cái xe này ở thành phố Bắc Ninh. Sau đó là mai em sẽ tiến hành tiếp tục đi xuống để em lấy cái xe này về. Đấy. Và hành trình khá là vất vả các bác ạ. Đáng lẽ ra thì có người đi cùng cơ thì lái về luôn được, nhưng mà hiện tại thì lại không có ai đi cùng cả. Xăng con này vẫn còn nửa bình các bác này. Tiện quá còn gì nữa. Đấy. Con này thì nói thật với các bác là nó bản thân nó là dịch vụ ra, nhưng mà riêng cái dòng xe dịch vụ ra ấy, thì cần là xe chất xe này mọi cái nó ok. Đấy, không bị kiểu như là không chạy được. Đấy, còn bản thân nó còn ngon chẳng hạn ấy thì ok thôi. Côn số thì là gầm bệ lốp láp các thứ nó ngon, nó an toàn là ok rồi, phải không các bác? Đấy. Rồi, bây giờ em đi kiếm cái chỗ để mà gửi cái xe này đã các bác nhá. Đây các bác ạ. Em thì có chút đó. Em thì định ra nhà chỗ thằng cu em làm nội thất ô tô ấy. Thế nhưng mà chỗ đó thì gọi điện thì lại không thấy thằng cu em nó nghe. Thế là em đành phải đi ra cái chỗ bệnh viện, đây gọi là cái gì nhỉ? Bệnh viện gì đó ở đây này, em quên rồi. Vào một cái thì đi qua thấy cái là vào luôn rồi. Thế không nhớ nó là cái bệnh viện gì nữa. Hình như là bệnh viện sản nhi. Đấy, bệnh viện sản nhi các bạn. Rồi, ok, bây giờ em sẽ lùi vào đây để em để cái xe này ở đây. Rồi, ôi giời, vừa lùi vừa biết các thứ là đang chưa biết được. Ok, cũng thẳng phết đấy. Rồi, bây giờ cái xe này là em phải cầm về, cái gửi xe này em phải cầm về này. Cầm cái này về này. Đấy, giấy tờ em cầm về này. Đấy, còn cái gì nữa nhỉ? Còn cái gì nữa không? Đấy, ở đây thì không có gì cả, thế cho nên là không có gì cần phải cầm hết. Rồi ok, bây giờ thì em tiến hành ra ngoài. Cái thẻ này thì em sẽ cho luôn vào trong cái ấy này luôn. Các bác thông cảm nhé, em hơi dí vào mặt em tí để em công việc cái đã. Đấy thì giới thiệu lại với các bác một chút là về cái con xe này nhá. Con xe này là con đời 2011 có chạy dịch vụ taxi ra. Đấy, có chạy dịch vụ. Bây giờ em quay cho lại các bác ạ. Đây. Xe này về cần phải làm sơn si lại. Tất cả mọi thứ của nó phải làm lại cho ngon lành cành đào. Gầm bệ em cần phải làm lại một chút nữa. Con này kết ở cái dàn lốp vừa thay năm ngoái. Đấy, cộng với cái động cơ ngon. Nội thất thì tương đối là sạch sẽ. Đấy, thì dự kiến làm lại mất khoảng bao nhiêu nhỉ? Cả sơn si nổ nước như thế này nữa thì tầm khoảng 6-8 triệu gì đấy. Gọi là xe các bác ngon lành để mà đi nhá. Rồi ok. Rồi bây giờ thì em tiến hành di chuyển về Thái Nguyên trên con i10 mua ở ở Hòa Bình. Ngáo tự nhiên lại không không
không nhận ra. Đây các bác này, bệnh viện sản Nhi Trung ương. Rồi ok, em xin phép kết thúc cái video mua con Morning xe cỏ này ở tại đây. Bác nào và anh em nào cần nhu cầu xe tập lái thì có thể inbox trực tiếp cho em. Đấy. Mua cái dòng xe cỏ này thì các bác lưu ý là chỉ cần xe động cơ nó ngon lành, lốp lao cái thứ nó ngon lành, đi không nổ là được. Ok các bác nhé, giờ em phải ra em bắt cái taxi để em đi về cái vị trí lấy xe của lấy con i10 đã.